đón đầu xu hướng, chợ trong nhà đã thành công tại nhiều nước trên thế giới và lấy cảm hứng từ Xúc Xiam. Chợ nổi trong nhà tại Thái Lan được bố trí ngay tại tầng trệt trung tâm thương mại cao cấp hàng đầu thế giới Icon Siam, nơi trải nghiệm văn hóa bản địa giao thoa cùng dịch vụ chuẩn quốc tế. Vinpearl Harbor mang đến tam trụ bán lẻ lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam: khu phố thương mại, trung tâm thương mại và chợ trong nhà Harbor Market. Tòa lạc tại vị trí chiến lược Nha Trang, Khánh Hòa, một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Chợ trong nhà Harbor Market, điểm đến trong lòng siêu điểm đến, nằm trong quần thể đa trải nghiệm Vinpearl Nha Trang. Sở hữu vị trí trái tim của đảo Vinpearl, đón tròn luồng giao thông trên đảo, chợ trong nhà Harbor Market là điểm giao giữa nhà ga cáp treo, công viên giải trí VinWonder và khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang, nơi thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Với lợi thế vị trí quy hoạch tại tầng 1, trung tâm thương mại Vincom tại Vinpearl Harbor, chợ trong nhà Harbor Market còn được bổ sung hàng ngày một lượng khách hàng cực lớn đến từ siêu phẩm điểm đến, tổ hợp chăm sóc sức khỏe, massage thủy trị liệu theo phong cách Hàn Quốc Aquafil đầu tiên tại Đông Nam Á tại tầng 2. Chợ trong nhà Harbor Market có quy mô 7.500 m² với gần 200 gian hàng được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống Việt Nam và được bố trí quanh trục hình tròn, giúp phân bổ lượng khách đồng đều đến mọi gian hàng, mang trải nghiệm trọn vẹn đến khách hàng. Với bản thiết kế trải nghiệm hoàn hảo từ đơn vị bán lẻ chuyên nghiệp Vincom Retail, mang đến một trải nghiệm trọn vẹn, đầy đủ, hàng hóa đa dạng, phong phú, với 6 phân khu được quy hoạch bài bản: thời trang, ẩm thực, trang sức, phụ kiện, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ khô, hải sản, ẩm thực truyền thống. Chợ trong nhà Harbor Market với chính sách thuê hấp dẫn, miễn phí tiền thuê 6 tháng đầu tiên, giảm giá lên tới 50% trong 6 tháng tiếp theo, tiêu chuẩn bàn giao cao, gian hàng được bàn giao hoàn thiện, khách thuê chỉ cần mang hàng hóa vào bày bán. Chào đón những đối tác thích thời, nắm bắt tiềm năng kinh doanh, một tâm điểm thịnh vượng mới tại Vinpearl Nha Trang. Chợ trong nhà Vinpearl Harbor, điểm đến trong lòng siêu điểm đến.